chào các khách hàng nhé. Đây là hồng xiêm khổng lồ hàng choai, hàng nhỡ này các bác này. Hàng nhỡ này hiện tại trong vườn em cũng đang còn khá nhiều nhé. Cây rất là đẹp, xanh đẹp, mướt mát các bác. Ở trên thị trường bây giờ có cái giống cây tì bà ấy. Một số khách hàng của em gửi hình ảnh cây tì bà ấy, giống hệt cây hồng xiêm khổng lồ này luôn. Nên là các bác mà mua cây thì cố gắng là làm sao mà mình kiểm tra cây kỹ nhá, chuẩn cây thì mình lấy nhá. Đảm bảo chuẩn cây thì chúng ta lấy ạ. Đây cái ngọn của nó đây, cái phần bút ngọn đây, cái phần sáp ngọn đây. Đấy, em vẫn phải quay kỹ vì cái cây tì bà thì nó sẽ khác, nó sẽ không y chang như thế này. Giống thì nó vẫn giống đây, giống lắm nhưng mà vẫn có những cái đặc điểm khác các bác nhé. À, cái hàng này nó sẽ cao tầm khoảng 1m6 cả bầu các bác. Nó cao tầm 1m6, 1m7 cả bầu. À, gốc to đều tầm 2 phân. Gốc đều to tầm 2 phân. À, hôm rồi có một anh bạn 8 giờ tối rồi còn điện vào máy em đòi muốn vào vườn để mua cây hồng xiêm khổng lồ. Sau khi vào vườn xem cây hồng xiêm khổng lồ xong thì chả bảo với em là hỏi giá tiền. Sau khi nói giá tiền xong, anh này bảo với em là cây này người ta bán 200.000, 100 mấy 200.000 ở trên mạng rất nhiều. Vâng, ok, thế thì em xin chia sẻ với các bác như thế này. Ở vườn em không có cây hồng xiêm khổng lồ giá 200.000 mà 100 mấy 000 các bác nhé. Không có cây hồng xiêm khổng lồ giá 100 mấy 000 và 200.000. Vườn em cây hồng xiêm khổng lồ giá từ 750.000 trở lên. Giá từ 750.000 trở lên. Hàng to thì to tiền, hàng bé thì bé tiền. Chứ còn xưa nay là chưa bao giờ có cái loại hồng xiêm khổng lồ nào mà giá có 199 với lại 200.000 với lại 99.000 là hoàn toàn không có đâu ạ. Đấy, em cứ chia sẻ thật như thế cho các bác để các bác đỡ phải hoang mang mà cũng đỡ phải mất nhiều thời gian tìm hiểu. Nhiều khi đi từ chỗ các bác về vườn em nó rất là xa. Đi về đến nơi xong hỏi giá cây xong là cứ giật thân thót lên không. Nhiều khi em cũng không hoang mang lắm. Em không biết là ngoài thị trường bây giờ các bạn đang bán cái cây gì nữa cơ. Đó. Cây bánh kem này, cây bánh kem đã đặt gần luống hồng xiêm khổng lồ. Đây, hồng xiêm khổng lồ đây các bác nhé. 3.000, rất nhiều. Đây, và vẫn cái ngọn nó vẫn y thế này, không sai tí nào này. Cái lô hồng xiêm khổng lồ này là lô hồng xiêm 1m các bác nhé. Đây là lô 1m. Cây nào thấp nhất cũng phải 80-90 phân. Đâu tất cả là 1m. Chính là hàng 1m hồng xiêm khổng lồ hàng luôn, rất là đẹp luôn, không có cái, tức là không thể chê vào đâu được, không còn cái gì, không còn cái gì mà chê cho cái cây hồng xiêm này hết, nó rất là đẹp luôn. Là tiện đây em cũng chia sẻ với các bác là một số khách hàng mà là cây hồng xiêm khổng lồ này ở Việt Nam thì có thể là nó không ra trái. À, liệu nó có ra trái được không và trái nó sẽ như thế nào, hay là có người bảo là nó không ra quả, ở Việt Nam trồng nó không ra quả. Bản thân em bán cây thì em cũng hoang mang lắm vì như thế, cho nên là em có một khách hàng, em có một khách hàng ở trên Sơn Tây ấy, bác này là bộ đội về hưu và bác có chồng của em từ những thời điểm đầu tiên em bán, và mới đây bác ấy có, em có nhờ bác quay cho một đoạn video liên quan đến cây hồng xiêm khổng lồ. Thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ đăng luôn cho các bác xem về cái cây hồng xiêm khổng lồ trong vườn của khách em trồng các bác nhé. Một phần là vườn bác ấy quá là xa, em không có điều kiện đến được. Thứ hai là công việc của em nó rất là bận. Khi mà phản hồi khách mà gửi về cho em cái phản hồi gửi về mà cây nó khá là đẹp ấy, nó ok ấy, thì em cũng sẽ chia sẻ với bà con. Và trong những cái Zalo của em, khách hàng nào mà biết Zalo của em, xem những hình ảnh em đăng ở trên Zalo ấy, thì có những cái hình ảnh mà trong vườn em là cây của vườn em có quả, và có những hình ảnh là của vườn khách của em đã trồng rồi và người ta có quả, người ta chia sẻ lại với em.
Sau khi khách hàng chia sẻ lại với em thì em thường là em sẽ đăng, hoặc là đăng video, hoặc là em sẽ đăng lên Zalo để em chia sẻ lại cho những khách hàng nào biết Zalo của em, để các bác biết được là những cây gì dòng ở Việt Nam nó dễ dòng và nó dễ sai quả, và đâu là dòng cây chúng ta làm về kinh tế các bác nhé. Chúng ta làm được cái gì, chúng ta làm được kinh tế với cái gì, chúng ta nên chia sẻ, không có nghĩa là chúng ta phải giấu nó đi, không có nghĩa là chúng ta phải giấu nó đi và chỉ một mình chúng ta biết. Đã là làm kinh tế thì chúng ta nên chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái gì chúng ta biết để cho khách hàng biết các bác nhé. Quan điểm của em là như thế, với khách hàng bên em quan điểm của em rõ ràng là như thế, và rất là mong những cái khách hàng của bên em, khách hàng đã từng mua cây của bên em rồi, cũng sau cái video này cũng chia sẻ cho em thêm những cái kinh nghiệm mà các bác đã dùng cây trong thời gian qua, các bác dùng cây gì, và những cái kinh nghiệm các bác có được trong cái thời gian mình làm cây đối với những dòng cây đấy, xin các bác chia sẻ về cho em để em chia sẻ lại cho khách hàng bên em. Và cái cây hồng xiêm khổng lồ này bên em thì khách hàng trồng thì em chia sẻ với các bác là rất là sai các bác nhé, hoa sai quả, bắt đầu được 4-5 năm, sang tới năm thứ năm rồi rất là sai hoa và bắt đầu ra quả rồi, nên là các bác trồng cây thì yên tâm. Một phần là vì giá thành nó đang rất là cao, em không thể chia sẻ bảo các bác là dùng cây nó về kinh tế được, không bảo các bác là đem cây này ra để dùng về kinh tế, nhưng em chỉ chia sẻ với các bác là dòng ở Việt Nam nó vẫn là đang có quả và đang rất là đẹp, cây đẹp và sai hoa sai quả, chứ không phải là như chúng ta nói là dòng mà không biết nói như thế nào các bác nhé. Không phải là dòng mà không biết nói như nào mà cũng nói thì không, không có. Dòng thì chắc chắn là nó sẽ ra quả nhiều hay ít thôi, nhưng mà vì là chưa có video nào chia sẻ về cây đăng hoa đăng quả nên nhân tiện ngày hôm nay em có video chia sẻ thì em cũng chia sẻ cái những cái kinh nghiệm, những cái gì em hiểu biết, hoặc là những gì mà khách hàng của em chia sẻ về Zalo của em hoặc chia sẻ về kênh của em thì em sẽ chia sẻ lại cho các khách hàng. Và rất là mong sau cái video ngày hôm nay em nhận được nhiều phản hồi tốt đẹp từ các bác. Giờ thì cũng hết thời gian quay cái video của em, cũng hết thời gian rồi. Em xin chào các bác nhé. Em sẽ hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo liên quan đến những cái cây hồng xiêm khổng lồ này. Và rất mong cái dịp sắp tới đây khi mà Covid nó đã dừng lại, em sẽ có những cái video chia sẻ về trái hồng xiêm khổng lồ cho cả nhà. Trái hồng xiêm khổng lồ chín cho cả nhà. Thứ nhất là em sẽ chia sẻ về cụ thể hơn để cho các bác biết, để tránh cái sau này là nó sẽ có những cái phản hồi ngược chiều. Rồi em xin chào các bác nhé.